Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Parosatha, số 101. Chuyện hơn 100 kẻ ngu. Tiền thân Parosatha. 100 kẻ ngu tụ hội. 100 kẻ ngu tụ hội, thiền từ 100 năm không bằng một người trí hiểu nghĩa lời Phật dạy. Tiền thân này về câu chuyện, về giải thích và nhân diện tiền thân đều giống như tiền thân Parosahasa số 99. Chỉ riêng ở đây đề cập đến Thabaya Thiền Tư. Ha ha ha, 问什么的说呵。